Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hoàn Diệu Phát Triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay 23 tháng 11, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hướng đi mới giúp nông dân chăn nuôi vịt nâng cao thu nhập. Bệnh viện Lê Lợi ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Thực tập phương án chữa cháy chung cư Công Vụ Côn Đảo. Hôm nay, những ghi nhận tại huyện Châu Đức sẽ bắt đầu phần thông tin địa phương trong chương trình Hoàn Diệu Phát Triển. Thưa quý vị, Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Đức vừa tổ chức khui heo đất khuyến học năm 2020. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp, Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức hoạt động mang nhiều ý nghĩa này. Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Đức và 16 Hội Cựu Chiến binh cơ sở xã thị trấn đã tiến hành khui heo đất, thu được hơn 31 triệu đồng. Trước đó, 113 chi hội cựu chiến binh khu phố thôn ấp trên địa bàn huyện cũng tổ chức khui heo đất khuyến học với tổng số tiền thu được hơn 144 triệu đồng. Tất cả số tiền này đều được Hội Cựu Chiến binh trên địa bàn huyện dành tặng để trao học bổng cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, qua đó chia sẻ với hoàn cảnh gia đình các hội viên và động viên các em học sinh vững tin hơn trên con đường học tập. Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Châu Đức vừa giải ngân 500 triệu đồng cho 6 hội viên tại xã Bình Giả vay vốn mua sắm vật tư trang thiết bị, mở rộng hoặc xây dựng mô hình trồng nha đam. Nguồn vốn vay ưu đãi này chỉ có lãi suất 0,7% một tháng, thời hạn vay 24 tháng. Hội nông dân huyện Châu Đức cho biết sự hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân sẽ tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, qua đó thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Huyện Châu Đức hiện có 5,3 ha diện tích trồng cây nha đam, tập trung chủ yếu tại các xã Kim Long, Bình Giả, Sơn Bình, Sứa Rau, Sứa Nghệ. Hiện toàn bộ sản lượng nha đam trên địa bàn huyện đều được các doanh nghiệp như công ty Gavico, Nha Đam Việt, công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt thành phố Hồ Chí Minh thu mua với giá từ 1.500 tới 2.000 đồng một ký. Chuyển sang thông tin tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, kinh tế tập thể tại huyện Đất Đỏ mà nòng cốt là hợp tác xã, tổ hợp tác đang được đánh giá là một trong những động lực để nâng cao trình độ sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên, đặc biệt là tại các xã xây dựng nông thôn mới. Điển hình như hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phước Hội huyện Đất Đỏ, mặc dù chỉ mới đăng ký hoạt động cách đây gần 4 tháng với 18 xã viên, nhưng hợp tác xã không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nghề nuôi vịt đẻ tại địa phương. Xã Phước Hội huyện Đất Đỏ là địa phương thuần nông với 85% dân số sinh sống bằng nông nghiệp. Trong số này có khoảng 30 hộ chăn nuôi vịt đẻ quy mô lớn, lên đến hàng triệu con. Thời gian trước, do cơ hội không có sự liên kết nên tiêu thụ trứng chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, dẫn đến thu nhập bấp bênh. Nhằm giúp nông dân khắc phục tình trạng này, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phước Hội huyện Đất Đỏ đã ra đời, quy tụ được 18 thành viên với vốn điều lệ 450 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, hợp tác xã tập trung làm dịch vụ cung ứng thức ăn chăn nuôi và thu mua, tiêu thụ trứng vịt cho các thành viên theo nguyên tắc mua chung bán chung. Đến giai đoạn 2, hợp tác xã sẽ đầu tư sơ chế, chế biến nông sản, phát triển thêm sản phẩm trứng sạch, trứng muối, trứng bắc thảo, xây dựng nhãn sản phẩm, đăng ký chăn nuôi theo các mô hình Việt Gáp, OCOP và mở thêm các dịch vụ khác nhằm tạo thêm thu nhập cho hợp tác xã. Nhờ có hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phước Hội ra đời, nhiều hộ nuôi vịt ở Đất Đỏ đã hợp đồng bán sản phẩm cho hợp tác xã, được nhân viên đến thu gom tận nơi, không còn sợ thương lái ép giá. Còn với hợp tác xã, sau khi thu mua trứng, hợp tác xã sẽ phân loại và đưa tiêu thụ chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh để có giá cao hơn. Chương trình này thì thấy nó cũng có hiệu quả, tại vì liên kết lại thành một cái đầu vô đầu ra nó ổn định. Cô hợp tác xã hàng ngày là thu gom trứng của bà con, không để ồn ứ hàng hóa, với lại giá cả thị trường phải chung cho bà con nuôi phải biết giá cả trong ngày để bà con an tâm làm ăn với bên hợp tác xã. Ngoài việc tạo điều kiện cho xã viên, nông hộ phát triển nghề chăn nuôi vịt, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phước Hội còn tạo việc làm ổn định cho 12 lao động địa phương với mức thu nhập 8 triệu đồng một người một tháng. Công việc hàng ngày của em thì phụ cho vịt ăn với lại phân loại trứng ở xưởng. Cái chi phí đủ, nói chung là đủ để trang trải cuộc sống cho gia đình. Công việc em là chạy xe với lại phụ anh này làm trứng, lựa, phân loại ra, lại chuyển lên trên Sài Gòn giao cho bạn hàng chảnh.
Dạ, rồi mức thu nhập lương của em thì em dạ đủ để em trang trải tất cả các công việc cuộc sống em hàng ngày. Thời gian tới, xã Phú Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ để hợp tác xã mở rộng, bao tiêu sản phẩm ổn định cho nông dân, đồng thời nâng cao thu nhập cho thành viên. Vô hợp tác xã đã thu mua là đến tận nơi đó, là để chuyên chở rồi mua là bán dời hợp tác xã để trang bể trí là bà thành lập là bán cho nó ổn định cho bà con ta. Hiện nay là ba đã ổn. Nếu mà hội thì cũng đề nghị phòng nông nghiệp, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, hội nông dân huyện, hội nông tỉnh phù hợp có những cái chính sách hỗ trợ cho bà con để bà con tiếp tục làm ăn phát triển thêm trong thời gian tới. Với những kết quả đạt được sau 4 tháng thành lập, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Phước Hội được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến tích cực để phát huy tiềm năng nuôi vịt đẻ tại huyện đất đỏ. Thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, tối qua, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức buổi họp mặt tri ân các nhà giáo là cán bộ quản lý phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu qua nhiều thế hệ, đại diện cán bộ quản lý các trường học trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu. Trong không khí thân tình, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu chia sẻ, năm học 2020-2021, thành phố có hơn 67.800 học sinh đang theo học tại các cấp học, từ mầm non đến phổ thông cơ sở. Phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, lẫn nguồn lực con người. Nhưng đội ngũ gần 3.300 viên chức ngành giáo dục thành phố vẫn nỗ lực giúp thành phố đạt được nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục đào tạo. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, đội ngũ cán bộ giáo viên thành phố đã đoàn kết, chung sức nỗ lực phòng chống dịch bệnh và tiến hành dạy học trực tuyến đạt hiệu quả. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu, ông Trần Đình Khoa bày tỏ lòng tri ân trước những cống hiến của tập thể các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu. Đồng thời mong muốn đội ngũ nhà giáo thành phố tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, đạo đức, luôn gương mẫu trong mọi mặt để đưa ngành giáo dục đào tạo thành phố Vũng Tàu xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà. Thưa quý vị, Bệnh viện Lê Lợi thành phố Vũng Tàu vừa phối hợp với một đơn vị chuyên về công nghệ thông tin xây dựng ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh. Ứng dụng này khi đưa vào sử dụng hứa hẹn sẽ cải thiện dịch vụ đăng ký khám chữa bệnh, giảm áp lực cho nhân viên y tế, nhất là bộ phận tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh. Trước đây khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Lê Lợi, người dân phải bốc số rồi ngồi chờ đến lượt để đăng ký thủ tục, sau đó đến phòng khám và lại tiếp tục chờ đến lượt. Do số lượng bệnh nhân đông, nên để hoàn thành việc khám bệnh, người bệnh phải chờ từ 2 tới 4 tiếng đồng hồ. Còn đối với nhân viên tiếp nhận bệnh, quy trình này cũng khiến khối lượng công việc phải thực hiện nhiều và tốn không ít thời gian. Nhưng nếu áp dụng ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh với tên gọi là app Bệnh viện Lê Lợi, do bệnh viện phối hợp với một đơn vị công nghệ thông tin xây dựng, mọi thứ sẽ đổi khác. Với các tính năng tạo hồ sơ bệnh nhân, đăng ký khám bệnh, thanh toán tiền khám, nhận phiếu khám bệnh, quản lý phiếu khám bệnh, trả kết quả cận lâm sàng, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, tư vấn khám bệnh trực tuyến. Thông qua ứng dụng này, bệnh nhân có thể đăng ký khám bệnh một cách dễ dàng và thanh toán trực tuyến mà không cần phải xếp hàng chờ đợi, chỉ với một vài thao tác đơn giản, dễ thực hiện với bất cứ ai, sử dụng được thiết bị di động thông minh. Vậy đang có sắp triển khai cái app thông minh mới á, thì bệnh nhân có thể là đăng ký được trong cả tháng luôn, và bệnh nhân là không phải chờ đợi, khi nào mà có thời gian rảnh là đều có thể sử dụng bằng cái app đấy, đăng ký đấy. Và trước khi mà đi khám thì sẽ có tin nhắn về thông báo ở điện thoại của bệnh nhân là thông báo là và nhắc nhở bệnh nhân là đi khám vào ngày nào, giờ nào thì sẽ tiện cho bệnh nhân hơn và không phải có sự chờ đợi lâu hơn nữa. Đối với bộ phận tiếp nhận bọn em thì những cái tiện ích đấy giảm tải ở phòng rất là nhiều. Và chị em trong phòng cũng làm việc sẽ đỡ bị áp được hơn. Nếu mà bệnh viện áp dụng đăng ký điện tử được như thế, có một cái app thì rất là thuận lợi cho người dân. Thứ nhất là người ta đỡ phải mất cái thời gian để đi chờ đợi đăng ký khám bệnh. Thứ hai nữa là người ta sẽ chủ động được cái thời gian và cái giờ giấc để mình đến để mình khám luôn, mình không phải chờ đợi thì rất là tốt. Và tôi nghĩ là nên phát triển để cho người dân được hưởng lợi cái quyền lợi để đi đăng ký khám bệnh qua cái mạng thông tin điện tử thì sẽ rất là tốt. Việc xây dựng và đưa vào hoạt động ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến là một trong những bước đi của Bệnh viện Lê Lợi trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bắt kịp xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế đang được triển khai rộng rãi hiện nay. Tiếp nhận những cái ứng dụng kỹ thuật mới
Và triển khai cái app này là một trong những cái bước quan trọng trong cái quy trình khám chữa bệnh để rút ngắn được cái thời gian chờ đợi và giảm bớt cái công sức, cái sự vất vả của người bệnh khi đăng ký lấy số cũng như đăng ký khám chữa bệnh. Hiện ứng dụng khám chữa bệnh của Bệnh viện Lê Lợi đang chạy thử nghiệm ổn định trên các điện thoại có hệ điều hành Android. Sau quá trình thử nghiệm, bệnh viện sẽ ứng dụng phần mềm này nhằm tăng tính hiệu quả trong các hoạt động quản lý và khám chữa bệnh tại bệnh viện. Tiếp tục chương trình vẫn là các thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, tại khu du lịch Biển Đông thành phố Vũng Tàu, giải đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 23 năm 2020 tranh cúp VOH do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã tiến hành trao giải chặng 2 xuất phát chặng 3 trong sáng nay 23 tháng 11. Chặng 2 giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 23 năm 2020 có lộ trình 130 km từ thành phố Phan Thiết đến thành phố Vũng Tàu. Trải qua hơn 3 giờ 47 phút 13 giây, cua rơ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa của tập đoàn Ngọc Trời đã xuất sắc cán đích đầu tiên để trở thành chủ nhân của chiếc áo vàng. Giành 22 điểm sau 2 chặng đua, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cũng thâu tóm luôn chiếc áo xanh. Tay đua người An Giang cũng góp công lớn giúp đoàn đua tập đoàn Lộc Trời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội. Áo trắng sau chặng 2 thuộc về cua rơ Lê Hải Đăng của đội Dobagan Đồng Tháp. Sau lễ trao giải chặng 2, các cua rơ tham dự giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 23 năm 2020 đã tiến hành xuất phát chặng 3, chặng về đích, có lộ trình 135 km từ thành phố Vũng Tàu về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại sân bóng chuyền bãi biển thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, giải bóng chuyền bãi biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 cũng vừa chính thức khép lại. Trải qua 2 ngày tranh tài với 21 trận thi đấu hấp dẫn, giải bóng chuyền bãi biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 đã xác định được cặp đôi vô địch là Lâm Kim Trọng và Vũ Quốc Hải thuộc đội khai thác dầu khí thành phố Vũng Tàu. Cặp đôi Bùi Hải Đăng và Huỳnh Đặng Hoài Thanh thuộc đội Bia Việt đã đạt hạng nhì. Đồng hạng 3 là Nguyễn Văn Hiền, Đỗ Nhật Huy, đội Vietso Petro và Nguyễn Cao Nguyên, Nguyễn Tường Huy, đội Bia Việt 2. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao cúp cờ huy chương cho các đội hạng nhất nhì và đồng hạng 3. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng đá mini truyền thống Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu lần thứ 5 năm 2020 cũng tiến hành bế mạc và trao giải. Trong ngày bế mạc, giải đã diễn ra các trận đấu vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Khán giả đã thực sự mãn nhãn với rất nhiều bàn thắng được ghi cùng các pha bóng đẹp ấn tượng. Kết quả đội bóng Liên Quân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 1 và Công ty Tư vấn Kiểm định thành phố Vũng Tàu giành chức vô địch. Đội phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh đoạt hạng nhì. Hai đội phòng quản lý đô thị và sở xây dựng đồng hạng 3. Đội phòng tài nguyên và môi trường thành phố Vũng Tàu đoạt giải phong cách. Ban tổ chức còn trao giải vua phá lưới cho cầu thủ Phan Đức Tính, phòng quản lý đô thị Vũng Tàu và thủ môn xuất sắc nhất giải Nguyễn Thành Trung thuộc đội phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh. Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ khi có sự cố cháy nổ xảy ra, Công an huyện Côn Đảo đã phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành thực tập phương án chữa cháy chung cư công vụ huyện Côn Đảo. Chung cư công vụ huyện Côn Đảo nằm tại khu dân cư số 7 huyện Côn Đảo, cao 5 tầng, có 50 phòng ở. Tình huống giả định được đưa ra là đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 4 do chập điện. Đám cháy lan nhanh, tỏa ra nhiều khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang các hộ lân cận. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã báo động, cắt cầu giao điện, mở tất cả các cửa thoát hiểm và sơ tán các hộ dân trong chung cư, đồng thời báo tin cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan trên đảo cùng phối hợp dập lửa. Nhận được tin, Công an huyện Côn Đảo đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện phục vụ công tác chữa cháy đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban quản lý công trình công cộng huyện, Trung tâm Y tế Quân dân y, Điện lực Côn Đảo, khu dân cư số 7 và 8 cũng điều động người và phương tiện đến phối hợp tham gia chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Sau hơn 30 phút, các lực lượng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cuộc diễn tập đã giúp lực lượng ở cơ sở có thêm kinh nghiệm trong công tác phối hợp xử lý tình huống cháy, đồng thời nắm được những kỹ năng cơ bản để cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Côn Đảo cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa phòng cháy chữa cháy, tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong quá trình sử dụng điện, thiết bị nhiệt và sinh hoạt hàng ngày. Ông Nguyễn Anh Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đánh giá cao thành công của buổi diễn tập, đồng thời đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, sẵn sàng xuất kích khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nhất là trong những tháng cao điểm mùa khô. Chương trình Hòa nhịp phát triển đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.